Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, 51 Bồ Tát Từ Thị, 1 Nhiếp Đức Thành Nhân Tướng. Ở trước Ma Gia Phu Nhân cả thầy 11 vị. Hội duyên vào cảnh thật tướng, hiện tại Bồ Tát Di Lặc một vị, Nhiếp Đức Thành Nhân Tướng, do đó hội duyên vào thật tướng. Nhiếp chúng đức ở trước làm nhân thành Phật, chắc chắn sẽ thành Phật, nên còn một đời nữa hậu bổ Phật vị, cho nên Bồ Tát Di Lặc ở chỗ lầu các lớn, tên là Tỳ Lô Trang Nghiêm. Do bậc này khó vào nên ở trước giả nhiều giới công. Ở đây sẽ tham thỉnh trước phát nhiều thứ tâm thủ thắng vậy. Di Lặc, dịch là Từ Thị, là họ của Ngài. A Giật Đa, dịch là Vô Năng Thắng, là tên của Ngài. Ngài sinh ra đầy đủ tướng tốt, thắng đức chẳng ai bằng, vì tôn trọng khởi kiến, chỉ xưng họ của Ngài mà chẳng gọi tên của Ngài, cho nên gọi là Từ Thị, tức là đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật. Hiện tại Ngài đang ở nội viện cung trời Đô Xuất, đợi đến 880 vạn 5.000 năm sau, Bồ Tát Di Lặc từ nội viện hạ sinh xuống nhân gian sẽ thành vị Phật thứ 5 trong kiếp hiền này. Đức tướng của Bồ Tát Di Lặc vẫn là bụng mập mạp tay to, miệng lúc nào cũng cười hoan hỉ vui vẻ, khiến cho mọi người khởi kính dễ gần gũi. Làm thế nào biết Ngài dung nhan như vậy? Vào thời Ngũ Đại Hậu Lương tại Phụng Hóa, tỉnh Chiết Giang, có vị Bố Đại Hòa Thượng. Ngài dùng một cây gậy quẩy túi vải, đi vào nhân gian hóa duyên phiền não, mọi người ai ai cũng không phiền não, tự nhiên, tâm rộng, thể mập. Do đó có câu tự cổ thần tiên vô biệt pháp, quảng sinh hoan hỷ, bất sinh sầu. Hậu Lương Trình Minh năm thứ 3 Tây Lịch năm 918, Ngài ngồi ngay thẳng trên tòa đá chùa Nhạc Lâm, nói một bài kệ rằng: Di Lặc chân Di Lặc, phân thân trăm ngàn ức, thời thời thị thế nhân tự bất thức. Nghĩa là Di Lặc thật Di Lặc, hóa thân trăm ngàn ức, thời thời dạy người đời chẳng biết thôi. Nói xong Ngài an tường mà viên tịch. Bây giờ đúc hình tượng Bồ Tát Di Lặc là lấy mẫu Bố Đại Hòa Thượng đó mà đúc hình tượng của Ngài. Một số chùa chiền ở trong Sơn Môn có thờ cúng hình tượng của Ngài, khiến cho Phật tử mới bước vào cửa chùa trước hết sinh tâm hoan hỷ, quên đi phiền não. Có một câu đối liễn rằng: mở miệng liền cười, cười người thiên hạ đáng cười, bụng bự bao dung, dung việc thiên hạ khó dung. Đây là miêu tả về Bồ Tát Di Lặc. Ngài có một bài kệ lưu truyền ở thế gian rằng: lão khờ mặc áo vá, cơm lạc no đầy bụng, áo vá che rét lạnh, vạn sự hãy tùy duyên. Có người mắng lão quê chỉ nói tốt, có người đánh lão quê nằm lăn ra, khạc nhổ vào mặt lão để nó tự nhiên khô, ta cũng không nhọc sức, họ cũng không phiền não. Đó là ba la mật, là báu ở trong rượu, nếu làm được như vậy, lo gì đạo chẳng thành. Người yếu tâm chẳng yếu, người nghèo đạo chẳng nghèo, một lòng muốn tu hành, thường tu ở trong đạo. Người đời ham vinh hoa, còn ta không nhìn tới, danh lợi đều là không, tâm tham không nhàm đủ, vàng bạc chất thành núi, khó mua được vô thường. Tử Cống Y nói được, Chu Công tính như thần, Khổng Minh đại mưu lược, phiền dụ cứu chủ nạn, Hàn Tín công lao lớn, lúc chết chỉ một kiếm. Xưa nay bao nhiêu người, có ai sống ngàn năm, đây là xính anh hùng, kia là làm hạo hán. Nhìn xem tóc đều bạc, mỗi năm dung nhan đổi, ngày tháng mặc tơ lụa, thời gian như tên bắn, chẳng lâu bệnh sẽ đến, cúi đầu tối than thở, tự nghĩ bao năm thời, chẳng chịu gắng tu hành. Khi bệnh muốn hồi đầu, Diêm Vương không triển hạn, ba khắc dừng hơi thở, quỷ vô thường bắt đi, cũng chẳng luận phải trái, chẳng nói đến nhà cửa, cũng chẳng tranh ta người, cũng chẳng làm hảo hán. Có trời cũng chẳng nói, có hỏi như người câm, có đánh cũng chẳng màng, rời đi cùng thân truyền, cũng chẳng sợ người cười, cũng chẳng làm má mặt, con cái khóc hu hu lại cũng chẳng thấy được, ham thích tranh giành lợi, đợi bỏ giờ giữa chừng, ta thấy người thế gian đều là tinh giả đạm, khuyên bạn hãy hồi đầu, chỉ cần chuyên tu hành, làm bậc đại trượng phu, một đao cắt làm hai, thoát khỏi hầm lửa dữ, làm người tu thanh tịnh, ngộ được lý chân thường, làm bạn với tháng ngày.
6. Đại tông chỉ của Vạn Phật Thánh Thành cũng hợp với tư tưởng của Bồ Tát Di Lặc, hay nhẫn nhục thì không tranh, biết tri túc thì không tham, hay từ bi thì không tranh, hay đại công vô tư thì không nghĩ lợi mình, hay bố thí thì không ích kỷ, ai ai cũng như thế thì thiên hạ hòa bình, trở thành thế giới đại đồng. Bấy giờ Thiện Tài đồng tử thấm nhuần vào tâm lời dạy của Thiện Tri Thức, chánh niệm suy ngẫm các Bồ Tát hạnh, đi hướng về nước Hải Ngạn. Lúc đó Thiện Tài đồng tử nghe đạo pháp Bồ Tát của Đức Sinh đồng tử và Hữu Đức đồng nữ hai vị Thiện Tri Thức dạy ngài, giống như được mưa cam lồ thấm nhuần vào tâm, rất mát mẻ. Lúc đó Thiện Tài đồng tử chuyên tâm nhất trí chánh niệm suy ngẫm hạnh môn của tất cả Bồ Tát tu, làm thế nào hành Bồ Tát đạo mà đi hướng về nước Hải Ngạn tham phương Bồ Tát Di Lặc. Thiện Tài đồng tử tự nhớ quá khứ chẳng tu lễ kính, liền phát tâm gắng sức tu hành. Lại nhớ quá khứ thân tâm chẳng thanh tịnh, liền phát tâm truyền tịnh trị thân tâm mình cho trong sạch. Lại nhớ quá khứ làm các nghiệp ác, liền phát tâm chuyên tự phòng ngừa chấm dứt. Lại nhớ quá khứ khởi các vọng tưởng, liền phát tâm luôn tránh tư duy. Lại nhớ quá khứ tu các hạnh, nhưng vì thân mình, liền phát tâm khiến tâm rộng lớn, khắp cùng hàm thức. Lại nhớ quá khứ truy cầu cảnh dục, thường tổn hại mình, không có lợi ích, liền phát tâm tu hành Phật pháp, nuôi lớn các căn để được an ổn. Lại nhớ quá khứ niệm nghĩ tà, điên đảo tương ưng, liền phát tâm sinh tâm chánh kiến khởi Bồ Tát nguyện. Lại nhớ quá khứ ngày đêm mệt nhọc làm các việc ác, liền phát tâm khởi đại tinh tấn thành tựu Phật pháp. Lại nhớ quá khứ thọ sinh năm loài, đối với thân mình và kẻ khác đều không lợi ích, liền phát tâm nguyện dùng thân của mình lợi ích chúng sinh, thành tựu Phật pháp, phụng thờ tất cả các thiện tri thức. Suy ngẫm như vậy mà sinh đại hoan hỷ. Thiện Tài đồng tử đã đắc được thần thông lực túc mạng thông, nhớ được đời quá khứ, đã từng không muốn đảnh lễ cung kính người khác. Hiện tại ngài biết là không đúng, cho nên liền phát tâm cố gắng tu hành, nỗ lực hành pháp môn này. Vì không đảnh lễ sư trưởng, chẳng cung kính bậc tiền bối, là hành vi cống cao ngã mạn, trái ngược lại với pháp. Lại nhớ quá khứ đã từng phát bồ đề tâm, nhưng thân chẳng giữ giới thanh tịnh, tâm cứ khởi vọng tưởng. Bây giờ ngài biết thân tâm chẳng thanh tịnh, cho nên liền phát tâm chuyên tâm tịnh trị thân tâm của mình cho trong sạch, không sinh tư tưởng nhiễm ô nữa. Lại nhớ quá khứ đã từng làm các nghiệp ác, các vị đừng có tự ti mặc cảm, đừng cho rằng phạm giới luật thì không thể thành Phật, bèn thối bồ đề tâm. Các vị hãy xem Thiện Tài đồng tử trong quá khứ còn không giữ quy củ như vậy, hà huống là phàm phu chúng ta. Chỉ cần không làm các điều ác, chuyên làm các việc lành, tự mình khích lệ là được. Đừng có coi thường mình, có lỗi biết sửa đổi thì có hy vọng thành Phật, có lỗi mà không sửa đổi thì sẽ đọa vào ba đường ác thọ quả báo. Thiện Tài đồng tử biết quá khứ đã làm các nghiệp ác, liền phát tâm hổ thẹn, chuyên tâm nhất trí tu hành công đức, tạp niệm không sinh, cẩn thận phòng ngừa tạo nghiệp ác. Lại nhớ quá khứ đã từng khởi các vọng tưởng chẳng chánh đáng, vọng tưởng nhiều giống như sóng biển, sóng trước qua rồi, sóng sau lại tới, liên tục chẳng ngừng. Vọng tưởng trước ngừng, vọng tưởng sau lại sinh khởi, vĩnh viễn không gián đoạn. Thiện Tài đồng tử biết rồi, liền phát tâm luôn luôn tránh tư duy, chỉ có tránh tri tránh kiến, chẳng có tà tri tà kiến. Tuy có nghĩ tưởng, nhưng là tưởng Phật pháp, thật hành Phật pháp, đó mới là tư duy chánh đáng. Lại nhớ quá khứ tu hành các hạnh, chuyên vì chính mình, chẳng vì người khác, giống như quả chân thầy hàng thật và quả đỉnh thầy hàng triều, hai vị Tam Bộ Nhất Bái trước kia chuyên vì mình tu hành, chẳng biết hành Bồ Tát đạo. Bây giờ biết đó chẳng phải là tư tưởng đã có của người tu đạo, cho nên vì cầu cho thế giới hòa bình, nhân loại an lạc mà phát tâm Tam Bộ Nhất Bái, dùng hành động để cảm hóa người đời, buông bỏ tham sân si, thực hành giới định huệ. Thiện Tài đồng tử biết việc quá khứ, liền phát tâm rộng lớn, do đó có câu: con này phát tâm chẳng vì tự cầu phước báo trời người thanh văn chuyên giác, phải phát tâm rộng lớn tận hư không khắp pháp giới, khắp cùng tất cả hàm thức. Phàm là chúng sinh có khí huyết đều phải lợi ích cho họ, phải có tâm lợi ích chúng sinh rộng lớn như thế. Thiện Tài đồng tử lại nhớ quá khứ đã từng có hành vi chẳng giữ quy củ, vì truy cầu cảnh giới năm dục để hưởng thụ, chẳng chịu ăn khổ. Thân là người tu đạo, muốn ăn chay phải ngon, chẳng giữ quy củ của tùng lâm. Đây tức là cảnh dục, luôn luôn làm tổn hại tinh khí thần của mình,
Thứ dục niệm này nếu hiểu biết được lý của nó thì hoàn toàn chẳng có tư vị gì, chẳng có ích lợi gì. Bây giờ thiện tài đồng tử liền phát tâm muốn tu hành pháp của chư Phật nói, nuôi lớn tất cả các căn, chứ cũng là hộ trì các căn, khiến cho con mắt không mở, tai không điếc, lỗ mũi được thông, lưỡi nếm được vị, khiến cho các căn không bị cảnh giới truyền, thì mình mới được an ổn. Lại nhớ quá khứ đã từng khởi niệm nghĩ tà điên đảo tương ưng, các vị nhìn xem thiện tài đồng tử là đại thánh nhân, trong đời quá khứ cũng đã từng khởi niệm tà, tức cũng là niệm dâm dục, đó là điên đảo tương ưng. Nếu chẳng điên đảo tương ưng thì sẽ bình an vô sự. Lúc đó thiện tài đồng tử liền phát tâm sinh tâm chánh tri chánh kiến, chẳng còn tâm dâm dục mà phát khởi Bồ Tát nguyện lực. Lại nhớ quá khứ đã từng ngày đêm lao nhọc, chẳng làm việc tốt mà làm các việc ác, giống như ngày đêm nghĩ tưởng trộm đồ vật, ngày đêm nghĩ hút thuốc, nghĩ uống rượu, nghĩ đánh bạc, nghĩ nhảy đầm vân vân, đó đều là việc ác. Lúc đó ngài liền phát tâm khởi đại tinh tấn thành tựu diệu pháp của chư Phật nói, lại nhớ quá khứ đã từng thọ sinh trong năm loài, đối với thân mình và kẻ khác đều không lợi ích. Lúc đó ngài liền phát tâm nguyện dùng thân mình lợi ích hết thảy chúng sinh, thành tựu Phật pháp, phụng thờ tất cả các thiện tri thức, suy ngẫm như vậy rồi mà sinh đại hoan hỷ. Thiện tài đồng tử lại quán thân này là ngôi nhà của các sự khổ sinh già bệnh chết, nguyện hết kiếp vị lai tu Bồ Tát đạo giáo hóa chúng sinh, gặp các Như Lai, thành tựu Phật pháp, du hành tất cả cõi Phật, phụng thờ tất cả pháp sư, trụ trì tất cả Phật giáo, tìm cầu tất cả pháp lữ, gặp tất cả thiện tri thức, tinh tập tất cả các Phật pháp, làm nhân duyên với nguyện trí thân của tất cả Bồ Tát. Thiện tài đồng tử lại quan sát thân này là ngôi nhà chỗ ở của các sự khổ sinh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết, khổ thương mà xa lìa, khổ ghét mà gặp nhau, khổ cầu mà chẳng được, khổ năm ấm thiêu đốt, vân vân. Nguyện hết kiếp thuộc vị lai tu hành Bồ Tát đạo giáo hóa tất cả chúng sinh, được phục tất cả chúng sinh, gặp được chư Phật, thành tựu pháp của chư Phật nói, du hành tất cả cõi nước chư Phật, phụng thờ tất cả đại pháp sư, trụ trì tất cả Phật giáo, tìm cầu tất cả pháp lữ, gặp được tất cả thiện tri thức, thích tập pháp của tất cả chư Phật, làm nhân duyên nguyện thân và trí thân với tất cả Bồ Tát. Khi nghĩ như vậy thì tăng trưởng vô lượng căn lành không nghĩ bàn, liền đối với tất cả Bồ Tát tin sâu tôn trọng, sinh nghĩ tưởng hy hữu, sinh nghĩ tưởng đại sư, các căn thanh tịnh, pháp lành tăng ích, khởi tâm cung kính cúng dường tất cả Bồ Tát, chắp tay khom mình lễ tất cả Bồ Tát, sinh ra con mắt của tất cả Bồ Tát quán khắp thế gian, khởi nghĩ tưởng của tất cả Bồ Tát nhớ khắp chúng sinh, hiện vô lượng nguyện hóa thân của tất cả Bồ Tát, sinh ra tâm tưởng khen nói thanh tịnh của tất cả Bồ Tát, thấy tất cả chư Phật và các Bồ Tát quá khứ hiện tại ở tất cả mọi nơi thị hiện thành đạo thần thông biến hóa, cho đến không có một đầu sợi lông nào mà không khắp cùng, lại đắc được mắt trí huệ quang minh thanh tịnh, thấy cảnh giới tu hành của tất cả Bồ Tát, tâm các ngài vào khắp lưới cõi mười phương, nguyện của các ngài khắp cùng hư không pháp giới, ba đời bình đẳng không có ngừng nghỉ. Khi thiện tài đồng tử nghĩ như vậy thì tăng trưởng vô lượng căn lành không thể nghĩ bàn, liền đối với tất cả các đại Bồ Tát tin sâu các ngài, tôn trọng các ngài, sinh nghĩ tưởng hy hữu, sinh nghĩ tưởng đại sư, các căn cũng thanh tịnh, pháp lành cũng tăng ích, sinh khởi tâm cung kính cúng dường tất cả Bồ Tát, chắp tay khom mình lễ tất cả Bồ Tát, lại sinh ra thiên nhãn của tất cả Bồ Tát, thấy khắp thế gian, lại khởi nghĩ tưởng của tất cả Bồ Tát, nhớ khắp chúng sinh, lại hiện ra vô lượng nguyện hóa thân của tất cả Bồ Tát, lại sinh ra tâm tưởng khen nói thanh tịnh của tất cả Bồ Tát, lại thấy tất cả chư Phật và các Bồ Tát quá khứ và hiện ở tất cả mọi nơi đều thị hiện thành đạo thần thông biến hóa, cho đến không có một đầu sợi lông nào mà không khắp cùng, lại đắc được con mắt trí huệ quang minh thanh tịnh, lại thấy được cảnh giới tu hành của tất cả Bồ Tát, tâm các ngài vào khắp lưới cõi mười phương, nguyện của các ngài khắp cùng hư không pháp giới, ba đời đều bình đẳng không có ngừng nghỉ. Tất cả như vậy đều nhờ tin thọ lời dạy của thiện tri thức mà đắc được. Tất cả sự thành tựu như vậy đều do nhờ tin thọ lời dạy của thiện tri thức mà đắc được những cảnh giới đó. Thiện tài đồng tử dùng sự tôn trọng như vậy, cúng dường như vậy, khen ngợi như vậy, quán sát như vậy, nguyện lực như vậy, tưởng niệm như vậy, vô lượng cảnh giới trí huệ như vậy, ở trước đại lầu cát tỳ lô giá na trang nghiêm tạng năm thể sát đất, tạm thời thu nhiếp niệm lại, suy ngẫm quán sát
Nhờ đại nguyện lực tin hiểu thâm sâu, liền nhập vào môn trí huệ thân bình đẳng khắp tất cả mọi nơi. Thiện tài đồng tử dùng sự tôn trọng như vậy, cúng dường như vậy, khen ngợi như vậy, quán sát như vậy, nguyện lực như vậy, tưởng niệm như vậy, vô lượng cảnh giới trí huệ như vậy, ở trước đại lầu các tỷ lô giá na trang nghiêm tạng, năm thề sát đất, cung kính đảnh lễ, tạm thời thu nhiếp niệm lại chẳng còn nữa, ngừng suy ngẫm quán sát, nhờ đại nguyện lực tin hiểu thâm sâu, liền nhập vào môn trí huệ thân bình đẳng khắp tất cả mọi nơi. Thiện tài đồng tử khắp hiện thân mình ở trước tất cả Như Lai, ở trước tất cả Bồ Tát, ở trước tất cả thiện tri thức, ở trước tất cả chùa tháp của Như Lai, ở trước hình tượng của tất cả Như Lai, ở trước trụ xứ của tất cả chư Phật Bồ Tát, ở trước tất cả pháp bảo, ở trước tất cả thanh văn bích chi Phật và chùa tháp của các ngài, ở trước ruộng phước tất cả thánh chúng, ở trước tất cả cha mẹ tôn giả, ở trước tất cả mười phương chúng sinh, đều như nói ở trên, tôn trọng lễ bái khen ngợi hết kiếp thuở vị lai không có ngừng nghỉ. Thiện tài đồng tử khắp hiện thân mình ở trước tất cả chư Phật, ở trước tất cả Bồ Tát, ở trước tất cả thiện trí thức, ở trước tất cả chùa tháp của Như Lai, ở trước hình tượng của tất cả Như Lai, ở trước trụ xứ của tất cả chư Phật Bồ Tát, ở trước tất cả pháp bảo, ở trước tất cả thanh văn bích chi Phật và chùa tháp của các ngài, ở trước ruộng phước tất cả thánh chúng, ở trước tất cả cha mẹ tôn giả, ở trước tất cả mười phương chúng sinh, đều như nói ở trên, tôn trọng lễ bái tán thán hết kiếp thuở vị lai không có ngừng nghỉ. Đồng hư không vì lượng vô biên, đồng pháp giới vì không chướng ngại, đồng thật tế vì khắp tất cả, đồng Như Lai vì không phân biệt, giống như hình bóng vì tùy trí hiện, giống như mộng vì do tư duy khởi, giống như hình tượng vì hiện bày tất cả, giống như tiếng vang vì do duyên mà phát ra, không có sinh vì xoay vòng khởi diệt, không có tánh vì tùy duyên mà chuyển. Đồng hư không vì lượng vô biên, đồng pháp giới vì không chướng ngại, đồng thật tế vì khắp tất cả mọi nơi, đồng Như Lai vì không phân biệt, giống như hình bóng vì tùy trí huệ mà hiện, giống như mộng vì do tư duy mà khởi, do đó có câu ban ngày nghĩ gì thì ban đêm mộng thấy, giống như hình tượng vì hiện bày tất cả, giống như tiếng vang vì do duyên mà phát ra, đây là không có sinh vì xoay vòng khởi diệt, sinh rồi diệt, diệt rồi sinh, không có tánh vì tùy duyên mà chuyển. Thiện tài đồng tử lại quyết định biết tất cả các báo đều từ nghiệp sinh ra, tất cả các quả đều từ nhân sinh ra, tất cả các nghiệp đều từ tập sinh ra, tất cả chư Phật ra đời đều từ niềm tin sinh ra, tất cả hóa hiện các sự cúng dường đều từ hiểu biết chắc chắn sinh ra, tất cả hóa Phật từ tâm cung kính sinh ra, tất cả Phật Pháp từ căn lành sinh ra, tất cả hóa thân từ phương tiện sinh ra, tất cả Phật sự từ đại nguyện sinh ra, tất cả Bồ Tát tu hành các hạnh từ hồi hướng sinh ra, tất cả pháp giới rộng lớn trang nghiêm từ cảnh giới nhất thiết trí mà sinh ra. Thiện tài đồng tử lại biết chắc chắn thọ tất cả các báo đều từ nghiệp sinh ra, do đó khởi hoặc tạo nghiệp thọ báo, lại biết chắc chắn thọ tất cả các quả đều từ nhân sinh ra, do đó trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, lại biết chắc chắn tất cả các nghiệp đều từ tập sinh ra, lại biết chắc chắn tất cả chư Phật xuất hiện ra đời đều từ niềm tin sinh ra, do đó có câu tin là nguồn đạo mẹ công đức nuôi lớn tất cả các căn lành, lại biết tất cả hóa hiện các sự cúng dường đều từ hiểu biết chắc chắn sinh ra, lại biết tất cả hóa Phật là từ tâm cung kính sinh ra, lại biết tất cả Phật Pháp là từ căn lành sinh ra, lại biết tất cả hóa thân là từ phương tiện sinh ra, lại biết tất cả Phật sự là từ đại nguyện sinh ra, lại biết tất cả Bồ Tát tu hành các hạnh là từ hồi hướng sinh ra, lại biết tất cả pháp giới rộng lớn trang nghiêm là từ cảnh giới nhất thiết trí mà sinh ra. Lìa thấy đoạn vì biết hồi hướng, lìa thấy thường vì biết vô sinh, lìa thấy không nhân vì biết chánh nhân, lìa thấy điên đảo vì biết lý như thật, lìa thấy tự tại vì biết chẳng do người khác, lìa thấy ta người vì biết từ duyên khởi, lìa thấy biên chấp vì biết pháp giới vô biên, lìa thấy đến đi vì biết như hình bóng, lìa thấy có không vì biết chẳng sinh diệt, lìa thấy tất cả pháp vì biết không vô sinh, vì biết chẳng tự tại, vì biết nguyện lực sinh ra, lìa thấy tất cả tướng vì vào bờ mé vô tướng. Phải lìa khỏi thấy đoạn, đoạn kiến thì mới biết được hồi tiểu hướng đại, phải lìa khỏi thấy thường, thường kiến thì mới biết được đạo lý vô sinh, chấp đoạn chấp thường là tư tưởng của ngoại đạo, chẳng phải lý thể trung đạo. Thế nào là thấy đoạn? Ngoại đạo chủ trương con người chết rồi như đèn tắt, chẳng có đời sau, bát vô nhân quả là phái hưởng thụ.
Thế nào là thường kiến? Ngoài đạo chủ trương con người vĩnh viễn làm người, chó thì vĩnh viễn làm chó, chẳng có biến động, không minh bạch nhân quả, là phái khổ hạnh. Đó đều là tư tưởng tà tri tà kiến. Phải đều khỏi thấy không nhân thì mới biết được đạo lý tránh nhân. Do đó có câu trồng nhân lành thì kết quả lành, trồng nhân ác thì kết quả ác, tức cũng là luật nhân quả, trồng nhân gì thì kết quả đó. Cũng là định luật vạn đời không đổi. Phải lìa khỏi thấy điên đảo thì mới biết được đạo lý chân thật. Phải lìa khỏi thấy tự tại thì mới biết được pháp do là mình tu mới đắc được, chứ chẳng nhờ người khác tu mà được. Phải lìa khỏi chấp trước cái ta, cũng phải lìa khỏi chấp trước người khác thì mới biết được tất cả pháp, tất cả việc đều từ duyên mà sinh khởi. Do đó, duyên sinh vô tánh, tức là như thế, thì còn có gì để chấp trước? Phải lìa khỏi thấy biên chấp thì mới biết được pháp giới vốn không có bờ mé. Phải lìa khỏi thấy đến đi, không đến không đi thì biết được như hình bóng chẳng chân thật, là hư vọng. Phải lìa khỏi thấy có và thấy không thì mới biết được vốn chẳng sinh cũng chẳng diệt thì làm gì có cái có và cái không. Phải lìa khỏi thấy tất cả pháp thì mới biết được không chẳng chỗ sinh, biết tự tại chẳng phải rốt ráo, biết nguyện lực sinh ra. Phải lìa khỏi thấy tất cả tướng thì mới vào được bờ mé vô tướng, biết tất cả pháp vì như hạt giống sinh mầm, vì như ấn sinh văn, vì biết vật chất như hình tượng, vì biết tiếng như vang, vì biết cảnh như mộng, vì biết nghiệp như huyễn, vì thấu rõ thế gian do tâm hiện, vì thấu rõ quả do nhân sinh ra, vì thấu rõ báo do nghiệp tích tập, biết rõ tất cả các pháp công đức, vì đều từ Bồ Tát căn lành phương tiện sinh ra. Thiện tài đồng tử biết tất cả pháp như hạt giống sinh mầm, như đồ trương ấn tại văn kiện, biết tất cả chất như hình tượng đều là hư vọng. Trong Kinh Kim Cang có nói, phàm hết thảy tướng đều là hư vọng, nếu thấy các tướng chẳng phải tướng, tức thấy Như Lai. Biết tất cả tiếng như vang, có tiếng mới có vang, do đó trong động chuyển thanh, cho nên tiếng tức là vang. Biết tất cả cảnh giới như mộng, trong Kinh Kim Cang có nói, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng, như sương cũng như điện, hãy quan sát như vậy. Biết tất cả nghiệp như huyễn, hư vọng chẳng thật, thấu rõ tất cả thế gian, tất cả tướng là do tâm hiện. Do đó tất cả do tâm tạo, thấu rõ tất cả quả thế gian do nhân sinh ra. Do đó có câu, muốn biết nhân đời trước, đời này mình đang thọ, muốn biết quả đời sau, đời này mình đang làm. Thấu rõ tất cả quả báo thế gian là do nghiệp tích tập mà sinh ra, do đó khởi hoặc tạo nghiệp thọ báo, tự hào chẳng sai. Thấu rõ tất cả các pháp công đức đều từ Bồ Tát căn lành phương tiện sinh ra. Thiện tài đồng tử nhập vào trí huệ như vậy, tâm đan tránh niệm thanh tịnh, ở trước lầu các làm lễ sát đất, ân cần đảnh lễ, có bất khả tư nghỉ căn lành lưu chảy trong thân tâm, mát mẻ thơ thới. Từ đất đứng dậy, một lòng chiêm ngưỡng, mắt không tạm rời, chắp tay đi nhiễu quanh vô lượng vòng. Thiện tài đồng tử nhập vào trí huệ như vậy, tâm đoan tránh, niệm thanh tịnh. Ở trước lầu các tỷ lô giá na trang nghiêm tạng, làm lễ sát đất, ân cần cung kính đảnh lễ. Lúc đó thiện tài đồng tử có bất khả tư nghỉ căn lành lưu chảy trong thân tâm, cảm giác rất là mát mẻ, rất là thơ thới. Từ dưới đất đứng dậy, một lòng chiêm ngưỡng lầu các, mắt không tạm rời, giống như nhập định, chắp tay đi nhiễu quanh bên phải vô lượng vòng. Đây là biểu thị thân tâm cung kính. Bèn nghĩ như vậy, đại lầu các này là chỗ ở của bậc giải không vô tướng vô nguyện, là chỗ ở của bậc đối với tất cả pháp không phân biệt, là chỗ ở của bậc thấu rõ pháp giới không khác biệt, là chỗ ở của bậc biết tất cả chúng sinh bất khả đắc, là chỗ ở của bậc biết tất cả pháp không sinh, là chỗ ở của bậc không chấp trước tất cả thế gian, là chỗ ở của bậc không chấp trước tất cả nhà cửa, là chỗ ở của bậc không ưa thích tất cả thôn xóm, là chỗ ở của bậc không nương tựa vào tất cả cảnh giới, là chỗ ở của bậc lìa tất cả tưởng, là chỗ ở của bậc biết tất cả pháp không tự tánh, là chỗ ở của bậc đoạn trừ tất cả phân biệt nghiệp, là chỗ ở của bậc lìa tất cả tưởng tâm ý thức, là chỗ ở của bậc chẳng nhập chẳng xuất tất cả đạo. Thiện tài đồng tử chiêm ngưỡng đại lầu các rồi bèn nghĩ như vậy, đại lầu các báu này là chỗ ở của bậc đại Bồ Tát giải không vô tướng vô nguyện, là chỗ ở của bậc đại Bồ Tát đối với tất cả pháp không có sự phân biệt, là chỗ ở của bậc đại Bồ Tát thấu rõ pháp giới không khác biệt, là chỗ ở của bậc đại Bồ Tát biết tất cả chúng sinh bất khả đắc, là chỗ ở của bậc đại Bồ Tát
biết tất cả pháp không sinh không diệt, không đến không đi, là chỗ ở của bậc Đại Bồ Tát không chấp trước tất cả thế gian pháp hữu vi, là chỗ ở của bậc Đại Bồ Tát không chấp trước tất cả nhà cửa, là chỗ ở của bậc Đại Bồ Tát không ưa thích tất cả thôn xóm, là chỗ ở của bậc Đại Bồ Tát không nương tựa vào tất cả cảnh giới, là chỗ ở của bậc Đại Bồ Tát lìa khỏi tất cả vọng tưởng, là chỗ ở của bậc Đại Bồ Tát biết tất cả pháp không có tự tánh, là chỗ ở của bậc Đại Bồ Tát đoạn trừ tất cả phân biệt nghiệp, là chỗ ở của bậc Đại Bồ Tát lìa khỏi tất cả tưởng tâm ý thức, là chỗ ở của bậc Đại Bồ Tát trọng nhập trọng xuất tất cả đạo, là chỗ ở của bậc nhập vào tất cả bát nhã ba la mật thâm sâu, là chỗ ở của bậc hay dùng phương tiện trụ ở phổ môn pháp giới, là chỗ ở của bậc tiêu diệt tất cả lửa phiền não, là chỗ ở của bậc dùng trí huệ tăng thượng dứt trừ tất cả ái dục ngã mạn, là chỗ ở của bậc sinh ra tất cả các thiền giải thoát tam muội thần thông mà du hí, là chỗ ở của bậc quán sát cảnh giới tam muội của tất cả Bồ Tát, là chỗ ở của bậc an trụ chỗ tất cả Như Lai. Đây là chỗ ở của bậc Đại Bồ Tát nhập vào pháp môn tất cả bát nhã ba la mật thâm sâu. Đây là chỗ ở của bậc Đại Bồ Tát hay dùng phương tiện trụ ở phổ môn pháp giới. Đây là chỗ ở của bậc Đại Bồ Tát đã tiêu diệt được tất cả lửa phiền não. Đây là chỗ ở của bậc Đại Bồ Tát dùng trí huệ tăng thượng dứt trừ tất cả ái dục ngã mạn. Đây là chỗ ở của bậc Đại Bồ Tát sinh ra tất cả các thiền giải thoát tam muội thần thông mà du hí. Đây là chỗ ở của bậc Đại Bồ Tát quan sát cảnh giới tam muội của tất cả Bồ Tát. Đây là chỗ ở của bậc Đại Bồ Tát an trụ chỗ tất cả chư Phật, là chỗ trụ của bậc đem một kiếp vào tất cả kiếp, đem tất cả kiếp vào một kiếp mà không hoại tướng của nó, là chỗ trụ của bậc đem một cõi vào tất cả cõi, đem tất cả cõi vào một cõi mà không hoại tướng của nó, là chỗ trụ của bậc đem một pháp vào tất cả pháp, đem tất cả pháp vào một pháp mà không hoại tướng của nó, là chỗ trụ của bậc đem một chúng sinh vào tất cả chúng sinh, đem tất cả chúng sinh vào một chúng sinh mà chẳng hoại tướng của nó, là chỗ trụ của bậc đem một vị Phật vào tất cả vị Phật, đem tất cả vị Phật vào một vị Phật mà chẳng hoại tướng của nó, là chỗ trụ của bậc trong một niệm mà biết tất cả ba đời, là chỗ trụ của bậc trong một niệm đi đến tất cả cõi nước. Đây là chỗ trụ của bậc Đại Bồ Tát đem một kiếp vào tất cả kiếp, đem tất cả kiếp vào một kiếp mà không hoại tướng của nó. Đây là chỗ trụ của bậc Đại Bồ Tát đem một cõi vào tất cả cõi, đem tất cả cõi vào một cõi mà không hoại tướng của nó. Đây là chỗ trụ của bậc Đại Bồ Tát đem một pháp vào tất cả pháp, đem tất cả pháp vào một pháp mà không hoại tướng của nó. Đây là chỗ trụ của bậc Đại Bồ Tát đem một chúng sinh vào tất cả chúng sinh, đem tất cả chúng sinh vào một chúng sinh mà chẳng hoại tướng của nó. Đây là chỗ trụ của bậc Đại Bồ Tát đem một vị Phật vào tất cả vị Phật, đem tất cả vị Phật vào một vị Phật mà chẳng hoại tướng của nó. Đây là chỗ trụ của bậc Đại Bồ Tát trong một niệm mà biết nhân duyên tất cả ba đời. Đây là chỗ trụ của bậc Đại Bồ Tát trong một niệm đi đến tất cả cõi Phật, là chỗ trụ của bậc ở trước tất cả chúng sinh đều hiện ra thân họ, là chỗ trụ của bậc tâm thưởng lợi ích tất cả thế gian, là chỗ trụ của bậc hay đến khắp tất cả mọi nơi, là chỗ trụ của bậc tuy đã thoát khỏi tất cả thế gian vì giáo hóa chúng sinh mà luôn ở trong thế gian hiện thân, là chỗ trụ của bậc chẳng chấp trước tất cả cõi vì cúng dường chư Phật mà du hành đến tất cả cõi, là chỗ trụ của bậc chẳng động bổn xứ mà đến khắp tất cả cõi Phật để trang nghiêm, là chỗ trụ của bậc gần gũi tất cả chư Phật mà chẳng khởi tưởng Phật, là chỗ trụ của bậc y trì tất cả thiện tri thức mà chẳng khởi tưởng thiện tri thức, là chỗ trụ của bậc ở tại tất cả cung ma mà chẳng đắm trước cảnh giới dục, là chỗ trụ của bậc vĩnh viễn lìa tất cả tâm tưởng, là chỗ trụ của bậc tuy ở trong tất cả chúng sinh mà hiện thân nhưng chẳng sinh hai tưởng ta người, là chỗ trụ của bậc vào khắp tất cả thế giới mà nơi pháp giới không tưởng khác biệt, là chỗ trụ của bậc nguyện trụ vị lai tất cả kiếp mà nơi các kiếp không tưởng dài ngắn, là chỗ trụ của bậc chẳng đề nơi đầu sợi lông mà khắp hiện thân tất cả thế giới, là chỗ trụ của bậc hay diễn nói pháp khó gặp được. Đây là chỗ trụ của bậc Đại Bồ Tát ở trước tất cả chúng sinh đều hiện ra thân mình. Đây là chỗ trụ của bậc Đại Bồ Tát tâm thường nghĩ lợi ích tất cả chúng sinh thế gian. Đây là chỗ trụ của bậc Đại Bồ Tát hay đến khắp tất cả mọi nơi. Đây là chỗ trụ của bậc Đại Bồ Tát tuy đã thoát khỏi tất cả thế gian nhưng vì giáo hóa chúng sinh mà luôn ở trong thế gian hiện thân,
Đây là chỗ trụ của bậc Đại Bồ Tát chẳng chấp trước tất cả cõi. Vì cúng dường chư Phật mà du hành đến tất cả cõi. Đây là chỗ trụ của bậc Đại Bồ Tát chẳng động bổn xứ mà đến khắp tất cả cõi Phật để trang nghiêm cõi Phật. Đây là chỗ trụ của bậc Đại Bồ Tát gần gũi tất cả chư Phật mà chẳng khởi tưởng Phật. Đây là chỗ trụ của bậc Đại Bồ Tát y trì tất cả thiện tri thức mà chẳng khởi tưởng thiện tri thức. Đây là chỗ trụ của bậc Đại Bồ Tát ở tại tất cả cung ma mà chẳng đắm trước cảnh giới hít dục. Đây là chỗ trụ của bậc Đại Bồ Tát vĩnh viễn lìa tất cả tâm tưởng. Đây là chỗ trụ của bậc Đại Bồ Tát tuy ở trong tất cả chúng sinh mà hiện thân nhưng chẳng sinh hai tưởng ta người. Đây là chỗ trụ của bậc Đại Bồ Tát vào khắp tất cả thế giới mà nơi pháp giới hít không tưởng khác biệt. Đây là chỗ trụ của bậc Đại Bồ Tát nguyện trụ vị lai tất cả kiếp mà nơi các kiếp không tưởng dài ngắn. Đây là chỗ trụ của bậc Đại Bồ Tát chẳng lìa nơi đầu sợi lông mà khắp hiện thân mình trong tất cả thế giới. Đây là chỗ trụ của bậc Đại Bồ Tát hay dễ nói diệu pháp khó gặp được. Là chỗ trụ của bậc hay chủ pháp khó biết, pháp thâm sâu, pháp không hai, pháp vô tướng, pháp không đối trị, pháp vô sở đắc, pháp không hí luận. Đại Lầu Các Tỳ Lô Giá Na Trang Nghiêm Tạng này là chỗ trụ của bậc Đại Bồ Tát hay chủ pháp khó biết, pháp thâm sâu, pháp không hai, pháp vô tướng, pháp không đối trị, pháp vô sở đắc, pháp không hí luận. Là chỗ trụ của bậc chủ Đại Từ Đại Bi, là chỗ trụ của bậc đã độ tất cả trí nhị thừa, đã vượt qua tất cả cảnh giới ma, đã không còn nhiễm trước nơi pháp thế gian, đã đặt đến bờ bên kia của Bồ Tát, đã trụ chỗ trụ xứ của Như Lai, là chỗ trụ của bậc tuy lìa tất cả các tướng mà cũng không nhập vào chánh vị thanh văn, tuy thấu rõ tất cả pháp không sinh mà cũng chẳng trụ pháp tánh không sinh, là chỗ trụ của bậc tuy quán bất tịnh mà chẳng chứng pháp lìa tham, cũng chẳng cùng chung với tham dục, tuy tu từ bi mà chẳng chứng pháp lìa sân, cũng chẳng cùng chung với sân cấu bẩn, tùy quán duyên khởi mà chẳng chứng pháp lìa si, cũng chẳng cùng chung với si hoặc. Đại Lầu Các Báu này là chỗ trụ của bậc Đại Bồ Tát chủ Đại Từ Đại Bi, là chỗ trụ của bậc Đại Bồ Tát đã độ tất cả trí huệ nhị thừa, đã vượt qua tất cả cảnh giới ma, đã không còn nhiễm trước nơi pháp thế gian, đã đạt đến bờ bên kia của Bồ Tát, đã trụ chỗ trụ xứ của Như Lai. Là chỗ trụ của bậc Đại Bồ Tát tuy lìa tất cả các tướng mà cũng không chứng nhập vào chánh vị thanh văn, tuy thấu rõ biết tất cả pháp không sinh mà cũng chẳng trụ pháp tánh không sinh. Là chỗ trụ của bậc Đại Bồ Tát tuy quan sát thế gian bất tịnh mà vẫn không chứng pháp lìa tham, cũng chẳng có cái chứng, cũng chẳng có cái không chứng, tức là hành sở vô sự, cũng chẳng cùng nhau với tham dục, tuy tu hạnh từ bi mà vẫn không chứng pháp lìa sân, cũng chẳng cùng chung với sân cấu bẩn. Do đó thấy việc tỉnh việc thoát thế gian, thấy việc mê việc đọa trầm luân, tuy quan sát tất cả pháp đều từ duyên khởi mà vẫn không chứng pháp lìa si, do đó minh bạch đạo lý các pháp do duyên sinh, các pháp do duyên diệt mà mình chẳng chứng lìa khỏi pháp ngô si, cũng chẳng cùng chung với si hoặc. Là chỗ trụ của bậc tùy trụ tứ thiền mà chẳng tùy thiền sinh, tuy hành bốn vô lượng tâm vì giáo hóa chúng sinh mà chẳng sinh cõi sắc, tuy tu bốn vô sắc định nhờ đại bi mà chẳng trụ cõi vô sắc. Là trụ chỗ trụ của bậc tuy siêng tu chỉ quán vì giáo hóa chúng sinh mà chẳng chứng ba minh tám giải thoát, tuy hành nơi xả mà chẳng xả bỏ việc giáo hóa chúng sinh. Là chỗ trụ của bậc tuy quán nơi không mà chẳng sinh khởi thấy không, tuy hành vô tướng mà thường giáo hóa chúng sinh chấp trước tướng, tuy hành vô nguyện mà chẳng xả bỏ hạnh nguyện Bồ Đề. Đại Bồ Tát trụ ở trong Đại Lầu Các Báu này, tuy ngài trụ trời tứ thiền, trong sắc giới có trời sơ thiền, trời nhị thiền, trời tam thiền, trời tứ thiền, chứng được cảnh giới sơ thiền thì các mạch máu của hành giả ngừng lại. Có người nói tôi đã chứng được sơ thiền, lời này không phải là chính mình nói, mà phải có thiện tri thức mắt sáng ấn chứng cho bạn thì mới cho là thật. Chứng được cảnh giới nhị thiền thì hô hấp ngừng lại, có người nói hô hấp ngừng lại đó chẳng phải là đã chết rồi chăng? Đây thì chẳng phải chết mà là nhập định, hô hấp bên ngoài tuy ngừng lại nhưng hô hấp bên trong vẫn hoạt động. Đây là hiện tượng nhị thiền, lúc đó thiền duyệt vi thực pháp hỷ sung mãn, dùng niềm vui của thiền định làm thức ăn, niềm vui của pháp tràn đầy. Chứng được cảnh giới tam thiền thì ý niệm ngừng lại, do đó một niệm chẳng sinh,
chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác, chẳng nghĩ đúng, chẳng nghĩ sai, không có quái ngại, ngồi ở đó giống như là người sống đã chết, chẳng động, chẳng ăn uống gì. Chứng được cảnh giới tứ thiện thì chẳng những niệm trụ, vốn chẳng còn ý niệm, cũng chẳng còn vọng tưởng, chỉ còn thức. Đến được cảnh giới tứ thiền vẫn còn là phàm phu chứ chưa nhập vào dòng thánh nhân, không thể cho rằng đã chứng quả. Tỳ kheo vô văn chứng được cảnh giới này, bèn nhận lầm chứng quả A-la-hán chẳng còn sinh tử. Về sau phát hiện vẫn còn sinh tử, bèn phỉ báng Phật là nói dối, nên bị đọa vào địa ngục. Sơ thiền gọi là ly sinh hỷ lạc địa, liền khỏi sự khoái lạc của chúng sinh, đắc được một thứ khoái lạc khác. Nhị thiền gọi là định sinh hỷ lạc địa, ở trong định sinh ra một thứ khoái lạc không gì sánh bằng, không cách gì có thể hình dung. Tam thiền gọi là ly hỷ diệu lạc địa, đã lìa khỏi sự khoái lạc của sơ thiền và nhị thiền, đắc được sự khoái lạc diệu không thể tả, do đó có cảnh giới như như bất động, rõ ràng sáng suốt. Tứ thiền gọi là xả niệm thanh tịnh địa, cho đến một niệm cũng không sinh, do đó có câu một niệm không sinh toàn thể hiện, sáu căn hốt động bị mây che. Tùy có cảnh giới tứ thiền mà chẳng tùy theo thiền sinh, cũng chẳng chấp trước thiền, chẳng sinh pháp chấp. Tùy hành bốn vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, từ hay ban vui cho chúng sinh, bi hay cứu khổ chúng sinh, hỷ hay dùng tâm hoan hỷ vì chúng sinh làm việc, xả hay quên mất việc đã làm. Vì giáo hóa chúng sinh mà chẳng sinh về cõi sắc, tùy tu bốn vô sắc định, không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định, phi tưởng phi phi tưởng xứ định. Nhờ đại bi mà chẳng trụ cõi vô sắc. Đây là chỗ trụ của bậc Đại Bồ Tát. Tuy sinh tu pháp bồ trì quán, chỉ tất cả ác, quán tất cả thiện, vì giáo hóa chúng sinh mà chẳng chứng ba minh, thiên nhãn minh, túc mạng minh, lậu tận minh và tám giải thoát. Một, trong có sắc tưởng quán sắc bên ngoài giải thoát. Hai, trong không có sắc tưởng quán sắc bên ngoài giải thoát. Ba, tịnh giải thoát thân, tác chứng cụ túc trụ. Bốn, không vô biên xứ giải thoát. 5. Thức vô biên xứ giải thoát. 6. Vô sở hữu xứ giải thoát. 7. Phi tưởng phi phi tưởng xứ giải thoát. 8. Diệt thọ tưởng định thân tác chứng cụ túc trụ. Đây là xả bỏ chấp trước, pháp nhiễm ô ràng buộc 8 thứ thiền định của ba cõi, cho nên gọi là 8 xả bỏ. Tuy hành nơi xả mà chẳng xả bỏ việc giáo hóa chúng sinh. Đây là chỗ trụ của bậc Đại Bồ Tát. Tuy quán về không mà chẳng sinh khởi thấy không, tuy hành pháp môn vô tướng mà thường giáo hóa chúng sinh, chấp trước tướng, tùy tu hành pháp môn vô nguyện mà chẳng xả bỏ hành nguyện Bồ Đề, là chỗ trụ của bậc, tùy ở trong tất cả nghiệp phiền não mà đắc được tự tại vì giáo hóa chúng sinh, mà hiện tùy thuận các nghiệp phiền não, tùy không sinh tử vì giáo hóa chúng sinh, mà thị hiện thọ sinh tử, tùy đã lìa tất cả cõi vì giáo hóa chúng sinh mà thị hiện vào các cõi. Là chỗ trụ của bậc, tuy hành nơi tử mà đối với các chúng sinh không có ái luyến, tuy hành nơi bi mà đối với các chúng sinh không chấp lấy, tuy hành nơi hỷ mà thấy chúng sinh khổ tâm thường thương xót, tuy hành nơi xả mà chẳng xả bỏ việc lợi ích người khác. Đại Bồ Tát trụ ở trong đại lầu các báu này, ngài tuy ở trong tất cả nghiệp phiền não mà đã đắc được tự tại, chẳng bị phiền não lai truyền, vì giáo hóa chúng sinh mà hiện tùy thuận các nghiệp phiền não, tuy thoát khỏi sinh tử nhưng vì giáo hóa tất cả chúng sinh mà thị hiện thọ sinh tử, tuy đã lìa tất cả cõi sáu nẻo luân hồi nhưng vì giáo hóa tất cả chúng sinh mà thị hiện vào các cõi. Đây là chỗ trụ của bậc Đại Bồ Tát. Tùy tu hành hạnh tâm từ mà đối với các chúng sinh không chấp trước ái luyến, tùy tu hành hạnh tâm bi mà đối với các chúng sinh không có tư tưởng chấp lấy, tùy tu hành hạnh tâm hỷ mà quán thấy chúng sinh khổ tâm thường thương xót, tùy tu hành hạnh tâm xả mà chẳng xả bỏ việc lợi ích người khác. Là bậc tuy tu hành chín định thứ lớp mà chẳng nhằm lìa thọ sinh dục giới, tùy biết tất cả pháp không sinh không diệt mà chẳng ở nơi thực tế tác chứng, tuy vào ba môn giải thoát mà chẳng thủ lấy giải thoát thanh văn, tùy quán bốn thánh đế mà chẳng trụ quả thánh tiểu thừa, tùy quán duyên khởi thâm sâu mà chẳng trụ tịch diệt rốt ráo, tùy tu tám thánh đạo mà chẳng cầu vĩnh viễn thoát khỏi thế gian, tùy vượt qua bậc phàm phu mà chẳng rơi vào bậc thanh văn bích chi Phật, tùy quán năm thủ uẩn mà chẳng vĩnh diệt các uẩn, tùy vượt qua bốn ma mà chẳng phân biệt các ma, tùy chẳng chấp sáu xứ mà chẳng vĩnh diệt sáu xứ,
tuy an trụ chân như mà chẳng rơi vào thật tế, tuy nói tất cả thừa mà chẳng bỏ đại thừa. Đại Bồ Tát, trụ ở trong đại lầu các này, tuy ngày tu hành chín định thứ lớp, tứ thiền tứ không diệt tận định, mà chẳng nhằm lìa cảnh giới thọ sinh trong dục giới, tuy biết tất cả pháp không sinh không diệt. Do đó có câu, các pháp từ xưa nay thường tự tướng tịch diệt, vì chẳng sinh chẳng diệt cho nên là tướng tịch diệt, mà chẳng ở nơi thật tế lý thể tác chứng, tức cũng là chẳng chứng quả. Tùy vào ba môn giải thoát, không giải thoát, vô tướng giải thoát, vô nguyện giải thoát, mà chẳng thù giải thoát thanh văn A-la-hán này, tuy quán pháp bốn thánh đế khổ tập diệt đạo, mà chẳng trụ quả thánh tiểu thừa thanh văn bích chi Phật, tuy quán pháp duyên khởi thâm sâu, pháp 12 nhân duyên, mà chẳng trụ nơi tịch diệt rốt ráo, tùy tụ pháp tám thánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, mà chẳng cầu vĩnh viễn thoát khỏi thế gian, tùy vượt qua bậc phàm phu mà chẳng rơi vào bậc thanh văn bích chi Phật, tuy quán pháp năm thủ uẩn giác thọ tưởng hành thức mà chẳng vĩnh diệt các uẩn, tùy vượt qua bốn ma thiên ma phiền não ma ấm ma tử ma mà chẳng phân biệt các ma, tuy chẳng chấp sáu xứ mắt tài mũi lưỡi thần ý mà cũng chẳng vĩnh diệt sáu xứ, tuy an trụ chân như thật tướng lý thể mà chẳng rơi vào thật tế, cũng chẳng chấp trước, tuy nói tất cả thừa mà chẳng bỏ đại thừa. Đại lầu các này là chỗ trụ xứ của bậc có tất cả các công đức như vậy. Đại lầu các này là chỗ trụ xứ của bậc Đại Bồ Tát có tất cả các công đức như vậy. Bấy giờ Thiện Tài Đồng Tử bèn nói kệ rằng, lúc đó Thiện Tài Đồng Tử nói xong kinh Trường Hạ ở trên rồi, lại dùng 55 bài kệ để nói rõ đạo lý này. 34 bài kệ đầu đều dùng 7 chữ cử đức hoàn xứ, 21 bài kệ sau dùng 5 chữ chỉ xứ minh đức. Đây là đại bi thanh tịnh trí, lợi ích thế gian đấng tự thị, trưởng tử Phật trong bậc quán đảnh, vào chỗ trụ xứ cảnh Như Lai. Đây là Bồ Tát Đại Từ Đại Bi thanh tịnh trí huệ, ngài lợi ích tất cả chúng sinh thế gian. Ngài là ai? Tức là đấng tự thị vô năng thắng. Mỗi vị Bồ Tát trước khi chưa thành Phật nhất định phải được thọ ký, trước khi sắp thành Phật nhất định phải được chư Phật quán đảnh. Bồ Tát thọ quán đảnh rồi gọi là bậc Pháp Vương, tức cũng là còn một đời cuối cùng nữa sẽ thành Phật. Vị Bồ Tát tự thị này, ngài là trưởng tử của Phật, trưởng tử tức là đại đệ tử thứ nhất của Phật. Ngài đã chứng được cảnh giới của Phật, trụ ở chỗ trụ của Phật. Đại lầu các báu này là chỗ trụ xứ của vị đường lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật. Tính tam nhất trong các Phật tử đã vào đại thừa môn giải thoát, du hành pháp giới tâm không chấp, đây chỗ ở của bậc vô đẳng. Tính tâm của ngài xa gần đều biết, ngài vang danh nhất trong hàng đệ tử của tất cả chư Phật. Ngài đã chứng nhập môn giải thoát đại thừa, ngài hay hóa thân trăm ngàn vạn ước du hành tận hư không khắp pháp giới, nhưng tâm không chấp trước, đây là chỗ ở của bậc Đại Bồ Tát không ai bằng được. Hai bài kệ ở trên là khen tổng quát, một tóm lược về hạnh vị, một tóm lược về danh đức. Thế giới nhẫn tấn thiền trí huệ, phương tiện nguyện lực và thần thông, pháp đại thừa các độ như vậy, chỗ ở của bậc đều đầy đủ. Bố thí, đầy đủ bố thí chỉ giới nhẫn nhục, tinh tấn thiền định, trí huệ, phương tiện nguyện lực và thần thông, đây là chỗ ở của bậc Đại Bồ Tát. Đầy đủ pháp đại thừa các độ, trí huệ rộng lớn như hư không, biết khắp ba đời tất cả pháp, không ngại không nương không thủ lấy, chỗ ở của bậc thấu các cõi. Vị Đại Bồ Tát này, trí huệ của ngài rộng lớn như hư không, chẳng có gì mà không bao dung, biết khắp tất cả pháp thứ lớp ba đời quá khứ hiện tại vị lai, cũng không chướng ngại, cũng không nương tựa, cũng không chấp lấy. Đây là chỗ ở của bậc Đại Bồ Tát thấu rõ tam giới 25 cõi, khéo hiểu rõ được tất cả pháp, không tánh không sinh không chỗ nương, như chim bay lượn được tự tại, đây chỗ ở của bậc đại trí. Khéo hiểu rõ được tất cả pháp, cũng không tánh cũng không sinh cũng không chỗ nương tựa, giống như chim bay lượn ở trong hư không, tuy không có dấu vết nhưng rất là tự tại, đây là chỗ ở của bậc Đại Bồ Tát có đại trí huệ.
Biết rõ ba độc tánh chân thật, phân biệt nhân duyên hư vọng khởi, cũng chẳng nhàn kia cầu thoát khỏi, đây chỗ ở của bậc tịch tĩnh. Biết rõ tánh chân thật của ba độc tham sân si, lại phân biệt được pháp nhân duyên là do hư vọng mà sinh, do hư vọng mà diệt, nhưng cũng chẳng nhà mỏi tam giới như nhà lửa mà cầu thoát khỏi, đây là chỗ ở của bậc đại Bồ Tát tánh định ma phục triều triều lạc, vọng niệm chẳng sinh xứ xứ an.